included the blessing of Amitabha and Amitayu. Đức Phật A Di Đà là một trong những đức Phật siêu việt của mười phương ba đời chư Phật. Bởi vậy các Phật tử hãy trân trọng, kính trọng và hãy chuyên nhất thực hành pháp tu của đức Phật A Di Đà. Bởi ngài có những lời nguyện gia trì cho chúng ta thoát khỏi những cảnh giới sa bà, được vãng sinh tịnh độ. Cho nên chỉ cần tu tập pháp tu của đức Phật A Di Đà, chúng ta sẽ viên mãn tất cả các loại các tâm nguyện của chúng ta, lúc sống được trường thọ và sau khi chết được vãng sinh về tây phương của đức Phật A Di Đà. That doesn't mean that Amitabha is the only one Buddha. There is no other Buddha needed. Tuy nhiên, không phải chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà mà có rất nhiều chư Phật khác. Mỗi Đức Phật gia trì một khía cạnh khác nhau. Có Đức Phật gia trì về sức khỏe, có Đức Phật gia trì về tài bảo, có Đức Phật giúp cho kinh doanh phát triển, có Đức Phật giúp cho trí tuệ phát triển và có Đức Phật giúp cho tình thương phát triển. Nhưng Đức Phật A Di Đà là đại diện ở tất cả các công hạnh và sự gia trì của ngài sẽ đem lại cho chúng ta tất cả trí tuệ, tình thương, thành tựu tất cả các pháp. Bởi vậy ngài là vị Phật siêu việt trong tất cả chư Phật. And the Amitabha Buddha needs to be practiced. Thực hành pháp tu của Đức Phật A Di Đà, quý Phật tử hãy thực hành vào buổi chiều sau khi mặt trời lặn. Chúng ta hướng mặt về phương Tây, đỉnh lễ Đức Phật A Di Đà 108 lạy, rồi sau đó tu tập các pháp tu trì niệm chân ngôn và danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Sutra needs to be chanted 3 times if you have time. Đối với kinh A Di Đà, mỗi ngày chúng ta nên tụng kinh Di Đà 3 lần và nếu không có thời gian thì ít nhất là 1 lần. Xin hãy quán tưởng trên hư không là Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Tara Lục Độ Mẫu và mười phương ba đời chư Phật. Với chọn lòng thành kính, chúng ta dâng cúng trọn vẹn thân tâm thanh tịnh lên ngài, quy y nương tựa vào ngài. Khi chúng ta tu tập mỗi ngày thì chúng ta sẽ được sự gia trì của Đức Phật A Di Đà. Cuộc đời ngắn ngủi mong manh, tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi. Nếu chúng ta tu tập pháp môn của Đức Phật Di Đà, khi ra đi sẽ được sự đón rước và hộ trì của ngài. Ngài cùng thánh chúng sẽ bóng hào quang tiếp dẫn chúng ta để vãng sinh về tịnh độ. Bởi vậy tu tập về Đức Phật A Di Đà là vô cùng quan trọng và cần thiết. If you can, you have to admit. You have to admit or you have to bow, you have to decide. Các Phật tử cần đem phát nguyện thực hành chân ngôn của Đức Phật A Di Đà. Mỗi ngày chúng ta phát nguyện hành trì 1000 biến chân ngôn của ngài. Nếu không có thời gian, chúng ta phát nguyện 500 biến và ít nhất là 108 biến chân ngôn. Om Ami Deva Shri. And Om Ami Deva Shri, when you do that, khi chúng ta chỉ tụng câu chân ngôn Om Ami Deva Shri, các Phật tử hãy quán tưởng mình tự thân là Bồ Tát Quán Thế Âm, đối diện trên đỉnh đầu của mình là Đức Phật A Di Đà. Từ tim của Đức Quan Âm phóng ra vô số phẩm vật cúng dường, kính dâng lên Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà hoan hỷ tiếp nhận, sau đó ban phúc cho chúng ta bằng hào quang. Từ tim của ngài tràn xuống trên đỉnh đầu của chúng ta sẽ đón nhận được vô lượng sự ban phúc gia trì từ Đức Phật A Di Đà. And then after 108 times, khi chúng ta kết thúc 108 biến chân ngôn Om Ami Deva Shri, các Phật tử cần trì tụng chữ trùng tử tự của ngài là chữ Shri Shri. Chúng ta sẽ tụng 108 lần. Trong lúc trì tụng hãy quán tưởng từ chữ Shri đi ra từ trán của chúng ta trong hào quang rực rỡ, đi vào luân xa trán của Đức Phật A Di Đà, rồi từ luân xa trán đi xuống luân xa tim của ngài và đi ra từ luân xa tim vào luân xa tim của chúng ta.
Như vậy chúng ta quán một vòng tròn bằng chữ si để đón nhận sự gia trì từ Đức Phật A Di Đà. After that, then you go and recite, read sutra. Sau khi chúng ta chỉ xong 108 biến chữ suy, chúng ta ngồi quán tưởng. Lúc này, Đức Phật A Di Đà tan thành ánh sáng hòa vào trong chúng ta. Chúng ta trở nên bất khả phân với Đức Phật A Di Đà, không còn sự phân biệt nhị nguyên. Xin hãy quán tưởng như vậy và an trụ trong trạng thái thiền bất nhị trong khoảng 20 phút. Sau đấy chúng ta phát nguyện hồi hướng tất cả những công đức đã tích lũy được cho hết thảy pháp giới chúng sinh. Đây là phương pháp rất cần thiết của người tu tập Đại Thừa. Sau khi tích lũy công đức, bao giờ cũng hồi hướng cho hết thảy chúng sinh.